Xin chào tất cả mọi người. Lần đầu tiên xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức của Mass App đã cho mình cơ hội tham gia buổi tọa đàm ngày hôm nay thông qua Zoom. Thì vấn đề mình sẽ bàn luận hôm nay là về vật lý lý thuyết năng lượng cao. Thì nhất chúng ta nên nói về khái niệm của vật lý lý thuyết. Thì về tổng quan mà nói thì vật lý lý thuyết là bộ môn khoa học dùng toán và lý luận để cố gắng lý giải tự nhiên. Thì một số ví dụ các có thể kể tên các bạn biết là cơ học Newton ở vật lý lớp 6, lớp 7 và lý thuyết điện từ Maxwell. Nếu mà các bạn tham gia đội tuyển ở cấp 3 và năm 1 đại học thì các bạn có thể biết đến lý thuyết này. Thì vật lý lý thuyết năng lượng cao tập trung nghiên cứu về các hạt cơ bản cấu thành nên vũ trụ, và các hạt này thường rất là nhỏ. Chẳng hạn như là electrons để miêu tả điện tích, hạt quarks để miêu tả cấu trúc của proton và neutron và các hạt hadron khác. Ngoài ra chúng ta cũng có photon để miêu tả ánh sáng, và gần đây hơn là hạt Higgs được tìm ra vào năm 2012 để giải thích tại sao các hạt lại có khối lượng trong mô hình chuẩn. Thì tìm ra lý thuyết có thể tiên đoán sự vận hành của vũ trụ ở thang nhỏ nhất là một trong những mục tiêu hiện tại của vật lý lý thuyết năng lượng cao. Thì ở trong bài nói chuyện hôm nay thì mình xin đề cập đến ba nội dung chính. Thứ nhất, dành cho các bạn học sinh trung học phổ thông muốn biết đến các phát triển hiện tại, muốn biết đến vật lý lý thuyết hiện tại thì chúng ta phải hiểu về lịch sử, tại sao lịch sử của vật lý lý thuyết. Dành cho các bạn muốn tìm hiểu sâu thêm về vật lý lý thuyết năng lượng cao thì mình cũng chỉ ra một vài hướng nghiên cứu hiện tại rất là trending của ngành này. Và cuối cùng thì mình sẽ đề cập đến cần học tốt toán ở mảng nào để làm vật lý lý thuyết. Thì về lịch sử thì bước ngoặt của vật lý lý thuyết hiện tại là bắt đầu từ năm 1905 khi mà Einstein tìm ra thuyết tương đối hẹp. Và cũng bởi Einstein 10 năm sau thì ông tìm ra thuyết tương đối rộng. Đây là hai thuyết đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích về vũ trụ và vật lý thiên văn cho tới thời điểm hiện tại. Không lâu sau khi thuyết tương đối rộng được tìm ra thì vào năm 1920 thì đó chúng ta có sự ra đời của cơ học lượng tử và kéo theo sự phát triển của trường lượng tử. Không đâu sau đó thì bốn lý thuyết này là cột sống của vật lý lý thuyết hiện tại. Ở trong đó thì nếu mà các bạn muốn nghiên cứu về vật lý lý thuyết hiện tại thì chúng ta phải hiểu rõ bốn lý thuyết này. Thì vì sao bốn lý thuyết này lại là cột sống của vật lý lý thuyết hiện tại thì mình sẽ đề cập đến các tiên đoán chính của vật lý lý thuyết. Thì vào năm 1922 khi mà Friedman tìm ra hệ tọa độ để miêu tả sự dạn nứt của vũ trụ, khoảng 7 năm sau thì đã được kiểm chứng bởi Hubble. Đây là thành công của ngành thiên văn học. Dirac vào năm 1922 bao nhiêu đó đã tiên đoán rằng có phản hạt của electron, và điều này được kiểm chứng bởi thí nghiệm của Anderson vào một thời gian không lâu sau khi tiên đoán được hình thành. Thì phản hạt là một cái phản hạt là một trong những điều quan trọng mà dẫn tới sự hình thành của mô hình chuẩn. Mô hình chuẩn thì được xây dựng ngay khi mà trường lượng tử ra đời vào năm 1922 bao nhiêu đó. Thì tính tận năm 2012, với sự với sự xác nhận sự tồn tại của hạt Higgs, thì chúng ta đã hoàn thành mô hình chuẩn. Thì các bạn có thể thấy là cái thời gian tiên đoán và cái thời gian mà xác nhận được bằng thí nghiệm của vật lý là tương đối dài ở trong trường hợp của mô hình chuẩn. Đây là những tiên đoán dùng tới cơ học lượng tử và trường lượng tử. Với thuyết tương đối rộng thì vào năm 1916 có tin các nhà vật lý đã tiên đoán về sự tồn tại của sóng hấp dẫn, nhưng mà phải tới tận 100 năm sau thì chúng ta mới biết được, chúng ta mới quan sát trực tiếp được sóng hấp dẫn trong thí nghiệm của LIGO.
và gần đây hơn là thí nghiệm về lỗ đen được Schwarzschild tiên đoán vào năm 1916, nhưng mà tới tận năm 2019 thì chúng ta mới lần đầu tiên nhìn thấy được lỗ đen thông qua các thông qua thí nghiệm Event Horizon Telescope. Như đã nói thì bốn lý thuyết này là cột sống của vật lý lý thuyết hiện tại, và mình xin đề cập, mình xin nhấn mạnh đến cơ học lượng tử và trường lượng tử trước khi mà đề cập đến thuyết tương đối hẹp và thuyết tương đối rộng của Einstein. Thì thí nghiệm xác nhận sự tồn tại của vật cơ học lượng tử có thể nói đến là thí nghiệm khe đôi. Khi mà bạn bắn một chùm tia electron qua một cái khe đôi ấy, thì trên màn ảnh sẽ xuất hiện vân giao thoa, và điều này chỉ có thể giải thích được khi mà mọi người nghĩ đến nghĩ rằng vật chất mang tính sống và được mô tả bởi phương trình Schrödinger như các bạn có thể thấy đây. Thì sự chính xác của vật lý của cơ học lượng tử thì nó là có độ chính xác cao ở mức năng lượng thấp. Cùng thời gian đó thì Einstein lại đưa ra một thí nghiệm gọi là thí nghiệm quang điện. Khi mà các bạn chiếu một chùm tia ánh sáng với một mới các bước sóng xác định lên bề mặt kim loại, nó tạo ra sự ion hóa và đẩy electron ra khỏi bề mặt kim loại. Với thí nghiệm này thì mọi người lại nghĩ rằng vật chất lại có mang tính hẹp. Điều này dẫn đến sự phỏng đoán của De Broglie rằng vật chất mang cả tính sống lẫn tính hẹp. Đây là tiền đề để hình thành nên sự phát triển của môn học trường lượng tử gọi là Quantum Field Theory. Thì bên trong trường lượng tử hẹp hay là particles là sản phẩm giao thoa của trường gọi là field. Đây chính là bước tiến quan trọng của vật lý lượng tử. Mặc dù có thành công vang dội nhất định, nhưng mà phương trình Schrödinger chỉ có thể miêu tả vật lý ở mức năng lượng thấp. Khi tiến vào mức năng lượng cao thì phương trình này không chính xác mấy nữa, vì nó không giải thích được sự biến mất và sản sinh của hẹp. Ngoài ra, bởi thuyết tương đối hẹp của Einstein có một tiền đề rằng vật lý phải là như nhau trong mọi hệ quy chiếu. Điều này dẫn đến sự ra đời của trường lượng tử khi chúng ta kết hợp cơ học lượng tử và lý thuyết tương đối hẹp. Thì bên trong trường lượng tử có một khái niệm cực kỳ quan trọng mà đến bây giờ mọi nhà vật lý đều phải nắm vững về nó, đó là Gauss invariant. Theo tiếng Việt là vật lý không phụ thuộc vào việc hệ tọa độ bị thay đổi như thế nào. Thì việc này dẫn đến sự ra đời tự nhiên của hạt truyền không có khối lượng gọi là Gauss field hoặc Thì bên trong mô hình chuẩn có ba hạt truyền lực, thì các mediators là các hạt truyền lực của mô hình chuẩn. Thì bên trong mô hình chuẩn chúng ta biết đến ba loại hạt chính, đó là hạt B, hạt W và hạt gluons. Ngoài ra chúng ta cũng có hạt truyền lực graviton, đó là hạt truyền lực của trường hấp dẫn, nhưng mà đến tận thời điểm bây giờ thì chúng ta vẫn chưa nhìn thấy được hạt graviton này. Thì các hạt truyền lực của mô hình chuẩn đều có hạt B, hạt W và hạt gluon đều có spin bằng một. Và spin là một đại lượng vật lý phụ thuộc vào bản chất nội tại của hạt, và nó khác hẳn với moment động lượng của cơ học cổ điển. May mắn cho chúng ta là mặc dù trong vũ trụ có vô vàn tỷ hạt, nhưng mà để phân loại các hạt thì chúng ta chỉ cần biết đến hai yếu tố. Thứ nhất là khối lượng nghỉ của hạt, và thứ hai là spin của hạt. Thì spin là một trong những yếu tố quan trọng nhất của vật lý lý thuyết hiện tại, và đây là một trong những hướng nghiên cứu mà mình có tham gia. Thì để hiểu về hai yếu tố của hạt, thứ nhất là khối lượng nghỉ và thứ hai là spin, thì chúng ta cần phải đo được. Và để đo hai yếu tố này thì chúng ta cần có sự tương tác của các hạt với nhau. Điều này dẫn đến sự ra đời về khái niệm ma trận tán xạ, chẳng hạn như các bạn chơi bi-a. Ví dụ như đây là mũi tên này chỉ đến hạt bi-a màu trắng đi. Thì bạn đưa cho hạt bi-a màu trắng một cái moment động lượng P và sức xoắn S.
Thì khi mà viên bi-a trắng này va chạm với nhiều viên bi-a khác ấy, thì nó sẽ thay đổi động lượng và sức xoắn, và cuối cùng nó sẽ có động lượng P phẩy và sức xoắn S phẩy. Thì cái mô hình này được áp dụng cũng được áp dụng vào trường lượng tử, khi mà các bạn tưởng tượng rằng các bạn có một trạng thái vào và một trạng thái ra, thì độ chênh lệch giữa trạng thái vào và trạng thái ra cho ta biết về ma trận tán xạ của trường lượng tử. Thì cái mô hình cái giản đồ này gọi là giản đồ Feynman. Thì ở đây cái giản đồ này mô tả, hai cái hình này mô tả sự tán xạ của electron và photon trong tự nhiên. Đó là chính đó đây là lý do mà chúng ta nhìn thấy ánh sáng. Thì thông qua ma trận tán xạ chúng ta sẽ biết đâu là thành phần cơ bản nhất cấu thành nên vật chất. Thì vào năm 2012, với sự xác nhận sự tồn tại của Hertz ở đây, chúng ta hoàn tất một sở thú nhỏ nhỏ với tên gọi là mô hình chuẩn, hay còn gọi là Standard Models. Thì ở trong mô hình chuẩn thì chúng ta có có 6 hạt quark và 6 hạt lepton. Ngoài ra chúng ta có thêm 4 hạt truyền lực gọi là hạt boson, và còn có hạt Higgs để mô tả, để giải thích tại sao các hạt này lại có khối lượng. Cũng cần nói thêm là mô hình chuẩn là cái thành công vang dội nhất của vật lý hạt cơ bản trong vòng 60 năm đổ lại đây. Tuy nhiên mô hình này lại có một số hạn chế vẫn chưa được giải quyết triệt để. Chẳng hạn như bên trong mô hình chuẩn thì chúng ta không có hấp dẫn để mô tả vật lý của Einstein. Và chính điều này dẫn đến sự không giải thích được sự giãn nở của vũ trụ. Ngoài ra mô hình chuẩn cũng không giải thích được tại sao chúng ta lại quan sát được năng lượng tối và vật chất tối. Và một vài vấn đề khác vẫn chưa được giải quyết. Thì mở rộng mô hình chuẩn để bao gồm hấp dẫn, giải thích vật lý của Einstein là một trong những hướng đi chính của vật lý lý thuyết hiện tại. Và đây là vấn đề khó và đây là vấn đề hóc búa và đang được giải quyết thông qua các mô hình được đơn giản hóa, và mình cũng đang tham gia trong cái hướng đi này. Thì dành cho các bạn học sinh phổ thông, nếu mà các bạn có mong muốn tham gia giải quyết vấn đề hóc búa nhất của vật lý, thì đây là một trong những thứ mà các bạn có thể nghiên cứu. Thì có hai hướng đi chính của để mở rộng vào mô hình chuẩn. Thì thứ nhất là có thể mở rộng lý thuyết của Einstein để đưa mô hình chuẩn vào và siêu đối xứng vào trong đó. Thì cái cách tiếp cận này gọi là cách tiếp cận hình học, hay là geometrical approach. Ngoài ra thì có một cách tiếp cận khác là bằng cách mô tả các hạt truyền tương tác ngang hàng với nhau. Thì hạt graviton cũng là một hạt truyền tương tác, chúng ta đối xử với các hạt truyền tương tác này ngang hàng với nhau. Thì cái cách tiếp cận này gọi là cách tiếp cận generalized series approach, không biết tiếng Việt là gì hết. Thì xin nhấn mạnh rằng là chưa có mô hình nào chứa đựng được cả hấp dẫn và mô hình chuẩn được xây dựng thành công cả. Và tất cả các mô hình theo hai hướng này đều dừng ở mức trò chơi gọi là toy models. Thì vì sao gọi là toy model? Thì các bạn có thể nhìn thấy cái thang năng lượng của vật lý. Thì ở đây hiện tại thì chúng ta đang có một cái máy gia tốc cực kỳ lớn nằm ở Thụy Sĩ, tên gọi là Large Hadron Collider. Thì cái mức năng lượng mà cái máy gia tốc này đạt được là 10 mũ 4 giga electron. Nhưng mà để đưa hấp dẫn vào trong mô hình chuẩn, thì cái mức năng lượng 10 mũ 4 giga electron volt này á, thì nó giải thích được tất cả các hạt mà nằm trong mô hình chuẩn. Và hạt nặng nhất hiện tại là hạt top quark với khối lượng 175 giga electron volt. Thì để đưa hấp dẫn vào trong mô hình chuẩn thì chúng ta phải cần đạt đến cái mức năng lượng cực kỳ lớn là 10 mũ 19 giga electron volt. Và các bạn có thể thấy là nó chênh lệch tới 14 lần cái mức năng lượng hiện tại. Thì
Với vật lý hạt cơ bản ấy, thì để gấp 10 lần cái mức năng lượng mà máy gia tốc hiện tại có thể có thì thường mất khoảng từ 20 đến 50 năm. Nên để đi từ đây đến đây ấy, thì ít nhất chúng ta phải mất khoảng một vài đời người nữa. Nên hiện tại chúng ta đang ở mức đang trong giai đoạn đoán mò. Thì mặc dù gọi là đoán mò nhưng mà chúng ta có một số la bàn chỉ lối, chẳng hạn như có hai hướng đi chính trong việc đoán mò, đó là mò bằng đối xứng, gọi là symmetry. Thì đây chứng tỏ là đây, cái công cụ này là công cụ chứng tỏ sự hữu hiệu nhất từ thời Galileo đến hiện tại. Ngoài ra còn có cách mò thứ hai gọi là mò bằng cách tiếp cận thống nhất, unification. Thì trong cách mò này thì chúng ta viết lại các phương trình của nhiều lý thuyết nhỏ hơn để tạo ra một phương trình tổng quát cho một lý thuyết lớn hơn. Và bây giờ mình sẽ đi vào nội dung của từng cái cách mò. Thứ nhất là cách mò bằng đối xứng. Thì một trong số những đối xứng thường thấy ở bên trong vật lý lý thuyết đó là đối xứng Poincaré. Đây là đối xứng xoay Lorentz cộng với đối xứng tĩnh tiến. Cái đối xứng Poincaré này là dùng để phân loại hạt và chọn lọc các tương tác có thể có giữa các hạt cơ bản. Với hai điều này thì đối xứng Poincaré là đối xứng của ma trận tán sạc. Ngoài ra còn có đối xứng bảo giác gọi là conformal symmetry. Đây là đối xứng của các thuyết bảo giác. Và nếu các bạn có đọc về lý thuyết dây thì lý thuyết dây cũng là một trong những lý thuyết về bảo giác. Và để vì không có thời gian nên nếu các bạn nào muốn tìm hiểu sâu thêm về symmetry thì chỉ cần Google symmetry in physics, các bạn sẽ có rất là nhiều cái gì nhỉ? Result kết quả từ Google. Bây giờ là cách tiếp cận thứ hai, đó là cách tiếp cận thống nhất. Thì một số ví dụ có thể kể tên là khi mà Einstein và Lorentz kết hợp khái niệm không gian và thời gian lại với nhau thì chúng ta có khái niệm không thời gian trong thuyết tương đối hẹp và được mở rộng lên thuyết tương đối rộng sau 10 năm. Thì với việc Einstein phát minh cái phép cộng bằng tensor index thì bốn phương trình của Maxwell trong chân không có thể viết lại với dạng cực kỳ ngắn gọn như sau. Và nếu các bạn biết về hình học vi phân thì chúng ta có thể viết cái phương trình này với cái độ ngắn gọn không thể nào ngắn gọn hơn được là df bằng không. Thì ngoài hai ví dụ kể trên thì chúng ta có ví dụ thống nhất của nhóm SU2 với lại nhóm U1. Đây là cái nhóm dùng để mô tả lý thuyết điện yếu của mô hình chuẩn. Thì mô hình chuẩn thì được vận hành bởi một nhóm lớn hơn là SU3, SU2 và U1. Thì cái nhóm SU3 này là để dùng để mô tả lý thuyết tương tác mạnh. Thì vô hình chung thì các nhà vật lý quan sát rằng vật lý ở thang năng lượng càng cao thì càng có tính thống nhất và được vận hành bởi một đối xứng lớn hơn. Và đây là niềm tin chung của nhiều nhà vật lý lý thuyết cũng như mình cũng ở trong đó. Thì có hai cách tiếp cận chính để đi về một cái lý thuyết dành cho tất cả. Thứ nhất là cái cách tiếp cận từ trên đi xuống. Thì hai ví dụ tiêu biểu của cách tiếp cận này là lý thuyết siêu dây gọi là Superstring Theory. Bắt đầu với 10 chiều không gian và thời gian và siêu đối xứng. Đây là một lý thuyết mà đã đặt nhiều nền móng cho nhiều phát kiến hiện tại của vật lý lý thuyết. Tuy nhiên điểm yếu của lý thuyết này là không đưa ra được dự đoán có thể kiểm tra bằng thực nghiệm vì cái thang năng lượng nó cao quá. Và một trong những tiên đoán mạnh nhất của lý thuyết dây là có hạt graviton nằm bên trong quang phổ spectrum. Và lý thuyết này không bị phân kỳ khi nó tiến vào cái vùng năng lượng cao. Cái lý thuyết thứ hai là lý thuyết về siêu hấp dẫn. Đây là một giới hạn của lý thuyết siêu dây. Điểm yếu của lý thuyết này là có thể bị phân kỳ ở vùng năng lượng cao. Tuy nhiên, cái điều
đẹp đẽ của siêu hấp dẫn là có một nền tảng toán học cực kỳ vững chắc, nên và nếu bạn nào thích toán thì có thể tìm hiểu thêm về lý thuyết siêu hấp dẫn này. Thì mặc dù có nền tảng toán học cực kỳ đẹp đẽ, nhưng mà hai lý thuyết này vẫn chưa có cách để đi từ trên xuống, đi đi từ cái mức năng lượng siêu cao về lại mô hình chuẩn. Và cái điểm yếu của hai lý thuyết này là nó chứa siêu đối xứng, cũng là điểm mạnh của hai hai cái lý thuyết này luôn. Thì nếu mà siêu đối xứng không tồn tại thì hai mô hình kể trên có thể đi vào dĩ vãng. Và đây là một cái cuộc tranh luận rất là nóng hổi của vật lý lý thuyết hiện tại là có hay không cách đi về mô hình chuẩn từ hai lý thuyết này. Cái cách tiếp cận thứ hai để tiến về một cái lý thuyết dành cho tất cả là cái cách tiếp cận từ dưới đi lên. Thì tiếp cận theo dạng này được xây dựng dựa trên đối xứng và các bài kiểm tra có tính nhất quán gọi là consistency check thông qua ma trận tán xạ. Thì với cách tiếp cận này thì khả năng lỗi xảy ra ở bậc cổ điểm là gần như không có. Tuy nhiên điểm yếu của cái cách tiếp cận này là khi đi vào thang lượng tử thì mọi thứ có thể khác đi so với điểm xuất phát. Thì khi mà nó khác đi thì chúng ta gọi nó là anomaly, là kỳ dị hoặc là kỳ kỳ dị hoặc là cái gì, nói chung là hơi bị dị. Thì vô hình chung mà nói thì nếu muốn lý thuyết được xây dựng theo dạng này không bị phân kỳ ở thang năng lượng cao thì chúng ta cần phải có đối xứng vô hạn chiều gọi là infinite dimensional symmetry. Ở đây là quan điểm của các nhà vật lý theo cái cách tiếp cận này. Mình cũng ở trong số đó, mình đang tiếp cận vật lý theo cái cách tiếp cận từ dưới đi lên. Thì dành cho các bạn muốn nghiên cứu về vật lý lý thuyết mà chưa có tham gia vào master hoặc là tiến sĩ thì có một số hướng đi chính như sau. Thứ nhất là lý thuyết dây, đây là cái lý thuyết có một nền tảng toán học lâu đời khoảng 50-60 năm. Thì bên trong lý thuyết dây có một số các hướng đi đang thịnh hành hiện tại như là ma trận tán xạ của lý thuyết dây, xây dựng mô hình của lý thuyết dây, giả thiết đầm lầy Swarm Lane và lý thuyết siêu trường dây. Thì đây là một cái hướng đi tương đối nhiều người tham gia 20 năm trước, bây giờ nó đang vơi dần đi. Cái hướng đi thứ hai là hướng về ma trận tán xạ là scattering amplitude. Thì đây là một cái sân chơi rất là náo nhiệt ở thời gian hiện tại. Bên trong các sân chơi này có bootstrap, không biết tiếng Việt là gì hết. Ngoài ra nó có một cái hướng đi tương đối hay ở thời điểm hiện tại là liên hệ giữa ma trận tán xạ và hình học. Với các bạn nào thích vật lý ở độ tỉ mỉ cao thì có một cái hướng đi rất là khó, đó là tính toán hiệu chỉnh lượng tử với độ chính xác cao. Đây là một cái hướng đi khó và không có nhiều người tham gia ở bên trên sân chơi này. Và cái hướng đi kế tiếp là cái hướng đi về đối ngẫu ADS-CFT. Đây là sân chơi lớn nhất của vật lý lý thuyết vì nó bao gồm rất là nhiều thứ, chẳng hạn như là rối lượng tử, entanglement entropy, ma trận tán xạ holographic, và bạn cũng có thể xây dựng nhiều mô hình bên trong cái đối ngẫu CFT này. Ngoài ra còn một vài thứ khác. Một số sân chơi nhỏ hơn chẳng hạn như là hấp dẫn về higher spin thì đây là cái sân chơi mà mình tham gia chính. Thì bên trong cái sân chơi này thì có hai việc chính để kiểm tra, thứ nhất là xây dựng mô hình và kiểm tra ma trận tán xạ. Ngoài ra có một vài hướng đi nhỏ khác nhưng mà không tiện kể tên. Và còn một vài ngành nhỏ khác chẳng hạn như là hấp dẫn lượng tử vào loop quantum gravity, tiệm cận an toàn như là asymptotic safety và một số thứ khác.
Thì đây là các hướng đi chính, nếu mà các bạn nào có hứng thú tham gia về vật lý lý thuyết có thể tìm hiểu sâu thêm. Thì các bạn có thể đặt câu hỏi là học gì để có thể làm vật lý lý thuyết được. Thì ngoài các khái niệm cần nắm trong các môn đại cương như là cơ lý thuyết, cơ lượng tử, điện từ trường, thuyết tương đối, trường lượng tử, thì học vật lý lý thuyết cần phải hiểu rõ các loại toán sau đây. Và đây là bốn loại toán chính xuất hiện nhiều nhất trong vật lý lý thuyết. Thứ nhất là đại số tuyến tính. Đây là cái loại toán mà các bạn cần nắm rõ nhất, vì hầu hết các toán tử và biến đổi của vật lý lý thuyết đều thuộc loại này. Thứ nhì là giải tích phức. Đây là một cái môn toán rất là xương khi mà các bạn học vật lý vào năm nhất, vì nó liên quan đến tích phân và tổng của trường lượng tử. Nếu mà các bạn biết thì thường thường các tích phân và tổng sẽ bị phân kỳ và chỉ có thể giải quyết được bằng residual theorem, gọi là cái gì nhỉ, nói chung là residual theorem. Ngoài ra thì có một vài hai loại toán khác các bạn cần phải nắm, đó là hình học vi phân, differential geometry. Cái loại toán này là dùng để tính toán tensor và phân tích lý thuyết trên một đa tạp nhất định nào đó. Nó rất là quan trọng khi mà các bạn muốn học và hấp dẫn. Và loại toán cuối cùng mà mình muốn đề cập đó là lý thuyết nhóm, biết đến với tên gọi là representation theory. Thì cái loại toán này là dùng để phân loại lý thuyết và các hạt kể trên. Thì lý thuyết nhóm được dùng rất nhiều trong cái cách tiếp cận từ dưới đi lên. Thì các bạn có thể hỏi là cái cần có thái độ nào khi vào vật lý lý thuyết, thì ngoài năm điều Bác Hồ dạy thì để làm vật lý lý thuyết các bạn cần có những điều kiện sau. Thứ nhất là nên kiên trì, vì theo theo kinh nghiệm cá nhân thì có nhiều lúc sẽ phải tính toán một vài trang A4, nhưng mà tính lần đầu tiên thì chưa chắc là đúng, nên có thể sẽ tính đi tính lại 10 lần bằng nhiều cách khác nhau. Và các bạn cần phải đọc rất là nhiều tài liệu và sách bằng tiếng Anh. Thì nếu mà muốn tham gia sân chơi này thì các bạn cần phải học tiếng Anh từ sớm, vì nó rất là quan trọng. Đa số các tài liệu trên mạng bây giờ đều bằng tiếng Anh, và chúng ta rất có ít sách dịch ra tiếng Việt trong các môn khó như là trường lượng tử hoặc là lý thuyết dây. Thì ngoài kiên trì ra, các bạn cần phải có cách chọn lọc chính xác. Chọn lọc ở đây có nghĩa là chọn đúng sách và tìm đúng thầy, vì kiến thức của vật lý lý thuyết là tương đối lớn hoặc có thể là rất lớn tùy ngành các bạn chọn. Và mình may mắn là được thầy định hướng đúng ngay từ đầu, và cái này là hên xui. Nếu mà các bạn đi qua các nước phát triển như là châu Âu hoặc là Mỹ thì cái khả năng này nó cao hơn. Thị trường mà nói thì ngành vật lý lý thuyết có tính cạnh tranh cực kỳ cao, mặc dù tiến sĩ thì nghèo và giáo sư thì cũng không có tiền mấy. Thì theo kinh nghiệm bản thân thì khi mà mình vào đại học ở Nhật thì cái khóa vật lý có khoảng 200 người, thì chỉ có khoảng 5 người làm vật lý lý thuyết. Sau khi lên tới tiến sĩ thì chỉ còn khoảng có một hai người cùng khóa, vì ngoài đã có những người khác chuyển tới. Trong một khóa tiến sĩ thì chỉ có khoảng 5-6 người làm vật lý lý thuyết, và tỷ lệ tốt nghiệp mỗi năm chỉ có một hai người, vì có một số người sẽ bỏ ngang. Sau khi bạn tốt nghiệp tiến sĩ thì bạn tiến tới bậc postdoc sau tiến sĩ. Thì ở bậc này thì khi mà bạn tìm được việc thì để tìm được việc thì tỷ lệ chọi sẽ là thông thường là 2 trên 150 hoặc là cao hơn, và đa phần sẽ được và cơ hội có được việc hay không á, là đa phần sẽ được quyết định bởi sự quen biết của giáo sư hướng dẫn. Chính là vì thế mình muốn nhấn mạnh là tìm đúng thầy rất là quan trọng trong công việc tham gia vật lý lý thuyết.
Sau khi bạn sống sót đến cái postdoc thứ hai thì và có nhiều công trình trong tay thì bạn sẽ có cơ hội được phong giáo sư. Theo mình thấy thì các điều kiện cần có lẽ là như sau: các bạn cần có một hai bài báo nổi tiếng, chẳng hạn là trên 100 chỉ số trích dẫn. Và nếu mà các bạn có trên 1.000 chỉ số trích dẫn và có chỉ số H index cao ấy, thì cơ hội có thể đến nhưng mà không không hoàn toàn là như thế. Tùy thuộc cái này tùy thuộc vào quốc gia và ngành bạn chọn. Thì bạn sẽ đặt câu hỏi là tại sao khó mà vẫn chọn. Thì đa số các nhà vật lý lý thuyết đều yêu thích vẻ đẹp toán học của vật lý lý thuyết, và phần đông đều là dân điếc không sợ súng, hay với ngôn ngữ dân dã hơn là ngu mà lì. Thì khi mà tham gia sân chơi này ấy, thì đối thủ đầu tiên các bạn phải phải đối đầu đó là giáo sư của bạn. Thì các giáo sư hình như có sự liên kết ngầm với nhau thì bằng cách tìm cách đào thải những tiến sĩ không đủ phẩm chất và chỉ đưa lên cái thị trường những con gà đá to khỏe nhất. Thì cái điều thú vị của vật lý lý thuyết đó là bạn sẽ trở nên độc lập trong thời gian tham gia học tiến sĩ, và đây là một cái điều kiện cần phải có khi mà các bạn tham gia con đường này. Thì lời cuối cùng mình muốn nói về vật lý lý thuyết đó là có hay không lý thuyết của vạn vật. Thì có thể nói là đa phần các tin đoán của con người là sai từ trước đến giờ, ít nhất là 90%. Và điều thú vị của vật lý lý thuyết là chúng ta chỉ cần có một vài cá nhân với một góc nhìn mới là có thể đủ để thay đổi toàn bộ lịch sử của vật lý, chẳng hạn như là Newton và Einstein, hoặc là một vài nhà vật lý gần đây hơn như là Witten. Thì tại sao các bạn nên tham gia vật lý lý thuyết? Đó là hiện tại vật lý lý thuyết đang khá là bế tắc, và đó là dấu hiệu cho một cuộc cách mạng đang nhen nhói ở đâu đó trong tương lai gần. Và lời cuối cùng đó là thời gian sẽ trả lời khi nào chúng ta tìm được lý thuyết của tất cả, và mình hy vọng đó là ít nhất là trong khoảng thời gian không xa. Cảm ơn các bạn đã tham gia trong buổi tọa đàm ngày hôm nay. Nếu mà các bạn có câu hỏi nào thì xin mời tham gia. Cảm ơn. Đầu tiên thì cho phép được thay mặt mọi người cảm ơn anh Tùng đã mang đến một bài presentation đầy đủ như vừa rồi ạ. Và sau đây thì các bạn tham gia có thể tham gia đặt câu hỏi trực tiếp hoặc là gửi qua phần chat, nhưng nếu mà nội dung chat không phù hợp thì có thể sẽ bị remove khỏi Zoom call ngày hôm nay, nên là mong các bạn chú ý khi mà đặt câu hỏi. Thì có ai có câu hỏi đặt cho speaker không ạ? Có lẽ là trước hết em có một câu hỏi đối với lại unified theories hoặc là các cái theories đang có của quantum gravity, thì không biết là đã có theory nào mà không chỉ dừng lại ở theoretical calculation mà có thể giải thích được một số hiện tượng trong cosmos hay là trong thiên văn học chưa? Này chưa có em. Đa phần là dừng ở lý thuyết trò chơi hết. Toán thì có thể là consistent, nhưng mà khi mà đòi hỏi lý thuyết cần có một tiên đoán thì chưa có lý thuyết nào tiên đoán được cái gì có thể quan sát bằng thực nghiệm. Tại vì em có một cái thắc mắc như thế, tại vì khi mà tiếp xúc với lại quantum field theory thì em thấy là nó khá là thành công trong một số những cái bài toán liên quan đến condensed matter physics, nhưng mà khi mà tiến đến general, khi mà kết hợp với lại general relativity tương đối thì không được ạ. Thì đó là bài toán hóc búa nhất của vật lý hiện tại.
kết hợp khoa học lượng tử với lý thuyết tương đối rộng. Thì cái lý thuyết thành công nhất cho đến bây giờ là string theory, nhưng mà cái vấn đề của lý thuyết này là nó có 10 chiều và nó có siêu đối xứng, và đây là cái điều cần được quan sát nhất ở trong cái máy gia tốc, nhưng mà tới hiện tại thì vẫn chưa nhìn thấy được siêu đối xứng nên mọi người đang mất dần hy vọng về lý thuyết siêu dày. Okay. Có bạn nào có câu hỏi khác không ạ? Mọi người có thể hỏi những cái vấn đề khác ngoài vật lý cũng được. Đúng rồi đấy, tại vì em cảm thấy là anh được tiếp xúc với lại rất là nhiều ngành nghiện, nền nghiên cứu của rất nhiều nước khác nhau, nên là đây cũng là một cơ hội tốt cho các bạn. Vậy có lẽ là em xin được hỏi là nếu như mà để so sánh thì anh thấy là khi mà tham gia học và nghiên cứu ở ở Nhật, ở Mỹ và ở Đức thì có sự khác nhau gì nổi bật không ạ? Có sự khác nhau tương đối nổi bật. Có bạn Bùi Nam Sơn đặt câu hỏi, mình trả lời sau nhé. Dạ vâng, được. Thì ở Nhật thì nghiên cứu thường mang tính kế thừa, nghĩa là người đi trước sẽ chỉ cho người đi sau, và cái nghiên cứu này có nhiều lúc nó hơi bị độc đoán, là nó đi vào một cái hướng rất là nhỏ, không ai quan tâm cả. Cái viện nghiên cứu ở Mỹ thì nghiên cứu mang tính nóng hổi, và cũng có một, nó là tùy theo bờ biển. Ở bờ biển Tây thì thích vật lý theo kiểu mang tính nóng hổi và gọi là mì ăn liền à. Còn bên bờ Đông thì mang tính học thuật cao hơn, mọi người bên bờ Đông có vẻ thích toán hơn. Còn bên châu Âu thì nó mang tính cổ điển nhiều hơn, vì châu Âu có nền tảng toán học rất là mạnh. Cái lúc mà từ Mỹ qua bên Đức, anh có cảm giác là anh không đỡ toán được với dân châu Âu trong thời gian đầu. Bây giờ thì nó đỡ hơn rồi. Thế là bây giờ anh trả lời câu hỏi của bạn Bùi Nam Sơn nha. Dạ, mời anh. Cái lý thuyết M gọi là lý thuyết mà có lý thuyết bao gồm 5 lý thuyết siêu dày ấy, thì nó không phải là cái lối ra cho lý thuyết siêu dày và siêu hấp dẫn, nó chỉ là một cái lý thuyết thống nhất của năm năm lý thuyết siêu dày khác nhau thôi, nó cũng chưa cho thấy được cái điều gì hết. Bạn nào có câu hỏi khác không? Anh ấy có một câu hỏi ở trong phần chat. Anh thấy rồi. Anh thì thích vật lý từ hồi cấp 3. Nói chung là hơi bị nói sao nhỉ? Hồi học cấp 3 thì anh ham chơi. Anh thi đại học thì anh muốn thi hai ngành, thứ nhất là ngành kiến trúc với lại ngành vật lý, nhưng mà cuối cùng anh lại chọn vật lý. Sau khi lên đại học thì anh nghĩ là anh sẽ đi làm thí nghiệm giống bố anh, nhưng mà cuối cùng anh lại không làm thí nghiệm được vì nó chán quá. Thế là anh chuyển vào làm vật lý lý thuyết, anh theo vật lý lý thuyết đến bây giờ. Thì ở cấp 3 thì em, như anh đã nói, thì em có thể học, bắt đầu đọc sách đại học về đại số tuyến tính. Đây là cái môn học quan trọng nhất của vật lý lý thuyết. Nếu mà em học chắc vật lý đại số tuyến tính ở bậc cấp 3 thì lên đến đại học thì em không có vấn đề mấy về vật lý nữa. Đó là theo quan điểm cá nhân. Sau đó là bạn Thảo Nhiên Nguyên.
Đi theo hướng vật lý lý thuyết này thì nó không có nhiều tiền nếu mà em đi về học thuật, nhưng mà sau khi tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tiến sĩ bên nước ngoài ấy, thì em có thể làm việc trong nhà băng và nó lương có thể rất là cao, chẳng hạn một tháng em có thể kiếm được 5-6 ngàn euro hoặc là đô la, đó là những gì em có thể nói. Nếu mà em may mắn hơn làm được trong ngành chứng khoán thì lương em còn cao hơn. Có một ví dụ mà em muốn chia sẻ, đấy là rất nhiều công ty ở phố Wall đều đều muốn thuê những người đang học PhD ở vật lý lý thuyết. Đúng rồi, vì ngành vật lý thường sẽ xây dựng mô hình, và cái này là cái thứ mà dân chứng khoán rất là thích. Bạn gấu sấm sét thì có một ví dụ điển hình anh có thể kể tên là bố anh bắt đầu từ gia đình nhà nông, không có ai theo vật lý rồi, nhưng mà cuối cùng thì bố anh đã trở thành tiến sĩ vật lý trong ngành vật lý nguyên tử. Nên cô đọc hay không thì nó tùy thuộc vào em. Con đường này nó cũng thú vị nếu mà em tìm ra đúng thầy và đúng sách trong thời gian đi học. Vậy em có một câu hỏi hơi cá nhân một tí, đấy là sau khi mà tốt nghiệp tiến sĩ thì anh có dự định gì tiếp theo đối với việc nghiên cứu của mình? Anh sẽ tiếp tục cái hướng nghiên cứu hiện tại, vì anh thấy cái hướng bottom up approach rất là hay, và anh đang xây dựng một cái lý thuyết có thể miêu tả được tương tác giữa các hạt có khối lượng với nhau. Đây là một cái hướng đi tương đối trending trong ngành vật lý, và anh sẽ tiếp tục cái công việc này bên Mỹ. Tại sao anh lại tiếp tục cái hướng đi này là vì lý thuyết dây, nếu mà em biết thì ở thời điểm hiện tại có một cái giả thuyết gọi là giả thuyết đầm lầy, nó gọi là nó chứng minh là nó sao nhỉ, nó có thiên hướng là sẽ loại trừ lý thuyết dây ra khỏi mô hình chuẩn, nên đang có nhiều cái vấn đề nóng hổi đang được đề cập dạo thời gian 5 năm trở lại đây. Cái việc mà loại bỏ thuyết dây ra khỏi thuyết chuẩn thì cái này em cũng không biết. Nó đang dần ở dạng debate thôi em, cũng chưa biết nói, cũng chưa nói được gì. Tại vì lý thuyết dây đến thời điểm hiện tại thì thông qua việc compactification là gì nhỉ? Cũng không biết. Thông qua việc co không gian lại với nhau ấy, thì nó không về lại được mô hình chuẩn hoàn toàn. Thì cuối cùng em vẫn phải giữ một siêu đối xứng. Mà nếu mà giữ siêu đối xứng thì nó không phải là mô hình chuẩn. Có bạn nào có câu hỏi nào khác không ạ? Có bạn nào ở đây muốn tham gia cái sân chơi vật lý lý thuyết trong thời gian tương lai không? Nghĩ là đối với các bạn học sinh cấp 3 thì nói về vấn đề này có lẽ là hơi Đúng rồi. sớm. Có thể nói thêm một tí là mặc dù giả sử em không phải là học sinh giỏi trong đội tuyển cấp 3, nhưng mà việc tham gia vật lý lý thuyết vẫn có thể xảy ra ở đại học. Vì sao? Vì những lý thuyết, những kiến thức ở đại học đều mang tính
Tính xây dựng, nghĩa là em không cần phải nhanh, em chỉ cần chắc và có hệ thống. Đó là điều kiện đầy, điều kiện đủ để tham gia vật lý lý thuyết. Nếu mà ở Việt Nam em muốn tìm hiểu và nghiên cứu thì thứ nhất là em phải biết tiếng Anh. Có một số trại hè ở nước ngoài, chẳng hạn như nếu mà em hỏi anh Lộc hồi đó học cao tác ấy, thì anh sẽ chỉ một số trại hè tương đối hay. Cái điều lấy gì lại tôi lại quên tiếng Việt rồi. Tuy nhiên là nếu mà muốn tham gia các trại hè này thì em cần phải có tiền vì nó không có miễn phí. Đây là cái điều nói chung là nó không có miễn phí. Anh ấy có một câu hỏi, bạn ấy hỏi thêm là thấy khó khăn trong việc viết. Thì anh có chia sẻ thêm về quá trình viết. Em nghĩ là bạn ấy muốn hỏi về viết paper ấy. Thì không biết là Viết paper anh nghĩ à, là về như viết thế. Về việc viết viết paper thì bởi vì lý thuyết hay là toán lý thuyết thì khá là khó khi mà cực kỳ viết. khó luôn. Vật lý lý thuyết thì viết không cần chặt chẽ lắm, nhưng mà nếu mà em học toán lý thuyết thì cực kỳ mọi cái chữ mà em viết trong bài báo đều phải mang cái tính chất mang ý nghĩa nhất định, nếu không thì mọi người sẽ coi em là một thằng không ra gì hoặc là đứa không ra gì cả. Thì để luyện viết thì có nhiều phần mềm bây giờ, chẳng hạn như là Grammarly. Thì em có thể mỗi ngày luyện viết một đoạn văn trên đó thôi, để coi lỗi sai chỗ nào, cái phong từ nó được hay chưa. Hoặc là nếu mà muốn luyện sâu hơn thì có thể hỏi chị Thảo, là chị Thảo học GRE như thế nào. Bên Mỹ có hai cái cuộc thi lớn để tham gia vào đại học với lại sau đại học, đó là cuộc thi SAT với lại cuộc thi GA. Đây là hai cái cuộc thi tương đối là hóc búa cho các sinh viên ở Việt Nam nếu mà muốn nộp đơn sang các trường bên Mỹ. Theo như em thấy thì rõ ràng là việc viết ở GRE và SAT, kể cả khi mà đạt được điểm cao trong hai kỳ thi này, thì cũng chưa chắc là đã viết trôi chảy trong khi viết paper. Nhưng mà có lẽ là em chỉ muốn bổ sung thêm một điều, đấy là việc viết trong khoa học thì cực kỳ quan trọng, cái việc viết ngắn gọn nhưng mà phải đủ ý. Đó, chính xác là như thế. Ngắn gọn mà đủ ý. Cái này không giống như tập làm văn mẫu Việt Nam, chẳng hạn như hôm nay trời đẹp lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Bên kia thì nó ngắn gọn lắm. Không biết là mọi người còn câu hỏi nào khác không ạ? Bởi vì thời gian dành cho buổi webinar theo như định trước thì cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Vậy thì em sẽ dừng